chào Netlove. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Japan Daily Top News. Các bạn đừng quên tải ngay app Netlove để đón xem những chương trình hấp dẫn nha. Và ngay bây giờ thì chương trình sẽ được phép tiếp tục cập nhật những thông tin đáng chú ý tại Việt Nam, thế giới và Nhật Bản trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Theo kết quả khảo sát mới nhất của công ty công nghiệp, nông nghiệp và chăn nuôi ALIC của Nhật Bản, hiện giá thực phẩm nói chung và thịt bò nói riêng tại Nhật Bản đang tăng chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hộ gia đình tại quốc gia này. Giá bán buôn đối với thịt bò ba chỉ đông lạnh trong tháng 8 tăng đến 83% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá lưỡi bò đông lạnh tăng 78% và giá thịt bò thăn đông lạnh cũng tăng 23%. Nguyên nhân là do nguồn cung từ các nước sụt giảm và nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh từ thị trường Trung Quốc. Với sự mở cửa trở lại của các nhà hàng ăn uống cùng với chính sách kích cầu tiêu dùng của chính phủ nước này, sự cạnh tranh mạnh đến từ thị trường Trung Quốc khiến cho Nhật Bản khó có thể nhập khẩu được mặt hàng thịt bò với giá cả và số lượng theo yêu cầu của mình. Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng ở khắp thế giới, thì các chuyến du lịch dần trở nên là điều xa xỉ. Mới đây, các tour du lịch trực tuyến kết hợp với bán hàng đặc sản và giao bữa ăn trực tiếp tới nhà đang ngày càng được ưa chuộng tại Nhật Bản. Các tour du lịch ảo thường xuyên được bán hết trong những tháng gần đây. Dịch vụ này hiện đang được công ty du lịch Nhật Bản SIS Corporation cung cấp, sử dụng ứng dụng nhóm họp trực tuyến Zoom của Mỹ. SIS bắt đầu bán các tour du lịch trực tuyến từ tháng 4 năm 2021 với giá dao động từ 3.000 đến 4.000 yên, tương đương từ 26 đến 35 đô. Tính đến tháng 8 năm 2021, tổng số người sử dụng tour lên tới 120.000 lượt. Một đại diện của SIS cho hay, mọi người thường có xu hướng chọn các điểm gần để đi du lịch trong thực tế. Nhưng với các tour du lịch trực tuyến thì các điểm đến như châu Phi hay các điểm xa hơn trên thế giới đang được ưa chuộng. Ngoài ra, hãng hàng không Japan Airlines Corporation cũng tung ra các tour du lịch trực tuyến kết hợp với các chuyến bay ảo với phi công và tiếp viên hàng không, cũng như bán các mặt hàng đặc sản từ nhiều điểm đến khác nhau. Hầu hết các tour du lịch đều đã được bán hết. Trong ngày 18 tháng 10 vừa qua, sau 3 năm du học tại Mỹ, Kei Komuro, vị hôn phu của công chúa Mako, đã quay về Nhật Bản và gấp rút đến trình diện gia đình hoàng gia. Nội dung cuộc gặp được giữ kín. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ hoàng gia Nhật Bản, khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của Komuro, công chúa Mako đã không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Cả hai đã rất xúc động nhưng không được vượt quá lễ nghi mà chỉ có thể nhìn nhau. Yahoo Japan dẫn nguồn thạo tin cho hay, cuộc gặp gỡ giữa Komuro và vợ chồng thái tử Akishino không mấy mặn mà. Trong khi Komuro tỏ ra căng thẳng khi đối diện với nhà vợ, thì thái tử Akishino đã hỏi, cậu vừa cắt tóc đúng không? Câu hỏi này nhằm nhắc lại sóng gió từ hồi tháng 9 khi chàng rể thường dân từng khiến hoàng gia Nhật Bản gặp không ít sóng gió khi xuất hiện trước truyền thông với kiểu tóc đuôi ngựa buộc dài ra sau. Cuộc gặp gỡ giữa Komuro và bố mẹ vợ chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Trong thời gian này, Komuro đã báo cáo về quá trình học tập, cuộc sống của mình ở New York, Mỹ và những dự định trong tương lai với công chúa Mako. Ngoài ra, Komuro còn phải giải thích về vụ bê bối tài chính mà gia đình anh đang phải đối mặt. Theo số liệu thống kê nước ngoài do Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản công bố, số lượng công dân Việt Nam tại Nhật Bản là 450.046 người tính đến cuối tháng 6 năm 2021, tăng 0,4% so với cuối năm 2020. Trong danh sách 10 quốc gia có cộng đồng người nước ngoài đông nhất tại Nhật, chỉ có Việt Nam và Nepal có số công dân tăng lên so với cuối năm ngoái. Hiện tại, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật chiếm 15,9% số người nước ngoài sinh sống tại Nhật, là cộng đồng người nước ngoài đông thứ hai sau Trung Quốc, là 745.411 người, tương đương với 26,4%. So với thời điểm cuối năm 2008, số người Việt Nam sinh sống tại Nhật đã tăng từ 40.524 người lên 450.046 người, gấp khoảng 11,1 lần. Nhật Bản được biết đến là một đất nước có văn hóa máy bán hàng tự động. Các máy bán hàng tự động tại Nhật Bản hầu hết là các mặt hàng, từ nước uống đến thực phẩm, kể cả quần áo. Đối với người Nhật thì đây là một nơi mua hàng nhanh chóng, tiện lợi hơn vì phải vào siêu thị hoặc các cửa hàng tiện lợi. Mới đây, Nhật Bản đã cho ra mắt chiếc máy bán hàng tự động, nhưng người mua là nhân viên thì công ty sẽ phải trả tiền. Chiếc máy bán nước tự động này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng khi hai công nhân cùng nhau quét thẻ để mua thì tiền nước sẽ tự động do công ty chi trả. Họ chỉ việc nhận đồ uống và thưởng thức cùng nhau. Việc này nhằm khuyến khích các nhân viên giao tiếp với nhau nhiều hơn sau thời gian dài làm việc tại nhà và dịch bệnh. Nếu chỉ mua nước một mình, bạn sẽ phải bỏ tiền ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Shionogi có trụ sở tính tại Osaka đã có thông báo rằng họ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm tiếp theo của một loại vaccine COVID-19 nội địa đang được phát triển, nhằm mục tiêu thử nghiệm trên khoảng 3.000 người. Công ty có kế hoạch bắt đầu giai đoạn thử nghiệm cuối cùng vào cuối năm nay, và nếu có thể xác nhận được tính an toàn và hiệu quả, công ty sẽ nộp đơn xin chính phủ phê duyệt vào cuối năm nay. Shionogi Pharmaceutical đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng với vaccine COVID-19 nội địa trong giai đoạn đầu của 60 người trưởng thành Nhật Bản sử dụng một loại thuốc mới kể từ tháng 8. Cho đến nay không có vấn đề lớn về sức khỏe nào. Người ta đã xác nhận rằng ở mức độ kháng thể trung hòa ngăn chặn hoạt động của virus đã tăng lên. Trong nghiên cứu mới nhất, khoảng 3.000 người trưởng thành của Nhật Bản sẽ được tiêm 2 lần mỗi người để xác nhận hiệu quả của chúng. Sở cảnh sát Higashi của cảnh sát tỉnh Aichi đã bắt giữ Masatoshi Hosono, một cư dân thất nghiệp của Toride, tỉnh Ibaraki, vì tình nghi vi phạm luật bảo vệ động vật của Nhật Bản bằng cách ngược đãi vật nuôi, đồng thời gửi giấy tờ về anh ta cho các công tố viên cùng ngày. Trong khi Hosono thừa nhận rằng anh ta đã khiến con mèo bơi, anh ta phủ nhận cáo buộc lợi dụng, nói rằng anh ta có ý thức về sự an toàn con vật.
Hosono bị cáo buộc đã ngược đãi con mèo của mình bằng cách ép nó bơi trong bồn tắm có nước đủ sâu đến mức chân của nó không thể chạm đáy trong khoảng 90 giây. Đoạn clip được thực hiện vào ngày 3 tháng 6 năm 2020. Theo đồn cảnh sát, nghi phạm đã quay video con mèo trong bồn và đăng tải lên mạng xã hội. Đồn cảnh sát đã nhận được hàng chục báo cáo mỗi ngày về đoạn video kể từ giữa tháng 10 năm 2020 và đang tiến hành điều tra vụ việc. Trong video, con mèo trông như thể nó đang chèo thuyền khi giữ đạo trên mặt nước. Cảnh sát đã cho các bên bao gồm bác sĩ thú y và cơ quan hành chính xem đoạn video và nhận được ý kiến rằng hành động của Hosono thuộc loại lạm dụng tâm lý vì nước trong phổi của mèo dẫn đến bệnh tật và mèo nói chung không thích nước. Nữ hoàng Elizabeth II đã được cho xuất viện vào ngày 21 tháng 10 theo giờ địa phương sau một đêm nhập viện để kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng của bà. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay nữ hoàng trở lại làm việc vào đầu giờ chiều cùng với ngày được xuất viện và tiếp tục làm việc một số nhiệm vụ nhẹ nhàng. Điện Buckingham khẳng định việc bà bí mật nhập viện nhằm đảm bảo quyền riêng tư, không liên quan đến Covid-19. Tờ The Sun của Anh giải thích do nữ hoàng đến bệnh viện vào buổi chiều, nên khi hoàn tất việc kiểm tra y tế đã quá muộn để về nhà, buộc lòng bà phải đành phải dành một đêm trong bệnh viện. Vấn đề sức khỏe của vị nữ hoàng 95 tuổi đang thu hút sự chú ý vì một số diễn biến gần đây. Hôm 20 tháng 10, Điện Buckingham thông báo nữ hoàng hủy chuyến công du tới Bắc Ireland và nghỉ ngơi theo lời khuyên của các bác sĩ. Nữ hoàng và hoàng gia Anh luôn khẳng định tinh thần sức khỏe của bà vẫn rất tốt. Điện Buckingham thông báo nữ hoàng cảm ơn nhưng sẽ lịch sự từ chối danh hiệu người già của năm vì không đáp ứng được các tiêu chí và hy vọng con người xứng đáng hơn. Theo Thủ tướng Prayut, các du khách đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ nguy cơ thấp sẽ được phép nhập cảnh mà không cần cách ly nếu đến Thái Lan bằng đường hàng không, đã được tiêm đủ liều và có kết quả xét nghiệm âm tính. Quyết định này được áp dụng từ ngày 1 tháng 11. Trong danh sách 46 quốc gia, vùng lãnh thổ được Bộ Ngoại giao Thái Lan công bố có Úc, Mỹ, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc, v.v. Du khách đến từ các quốc gia không nằm trong danh sách vẫn sẽ phải tuân thủ các đầy đủ các quy định kiểm dịch, bao gồm cách ly 7 ngày đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ và 10 ngày đối với những người chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đầy đủ. Kênh CNBC đưa tin Huawei, khải khổng lồ công nghệ Trung Quốc nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ, đã trả cho nhà vận động hành lang kỳ cựu là Tony Podesta 500.000 USD để vận động Nhà Trắng trong quý 3. Thông tin trên được tiết lộ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đối mặt với sức ép về việc tiếp tục giữ Huawei trong danh sách đen thương mại, vốn hạn chế quyền tiếp cận các chất bán dẫn. Số tiền trên được chi trả để vận động hành lang từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay. Hiện chưa rõ các chi tiết cụ thể về chiến dịch vận động hành lang của ông Podesta, nhân vật theo đảng Dân Chủ cho Huawei. Ông Podesta và tập đoàn Huawei chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đây từng có thông tin Huawei thuê ông Podesta để vận động hành lang. Tuy nhiên, thông tin được CNBC đăng tải đã làm sáng tỏ những giao dịch của nhà vận động hành lang lâu năm nay, bao gồm khoản phí khổng lồ trả cho ông. Một sự kiện do đài CNN tổ chức ở Baltimore, bang Maryland hôm 21 tháng 10, Tổng thống Biden nhận được câu hỏi về khả năng hành động của Mỹ nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan. Câu trả lời của ông Biden ngắn gọn và kiên quyết: có, chúng tôi cam kết bảo vệ Đài Loan. Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ nói rằng mọi người không nên lo lắng về sức mạnh quân sự của Mỹ, vì Nga, Trung Quốc và phần còn lại của thế giới đều biết Mỹ đang nắm trong tay quân đội hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. Căng thẳng quân sự giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang tăng lên mức cao nhất trong 40 năm qua. Theo người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan, tướng Khâu Quốc Chính, ông cảnh báo Trung Quốc có khả năng tiến hành vụ tấn công tổng lực vào năm 2025. Sau thành công ngoài sức tưởng tượng của bộ phim Trò Chơi Con Mực, bộ phim đã gây ra nhiều sự bùng nổ trong ngành bán lẻ. Trong rất nhiều thương hiệu, trang phục theo chủ đề dành riêng cho các nhân vật của Squid Game bắt đầu xuất hiện. Ngoài ra, số lượng tìm kiếm từ khóa Squid Game đã tăng lên 8.000% kể từ khi bộ phim được công chiếu. Theo một nghiên cứu của List, một nền tảng phân tích hành vi của người tiêu dùng trong ngành thời trang, mối quan tâm của người tiêu dùng đối với bộ đồ thể thao Squid Game đã tăng 145% kể từ tháng 9 năm nay. Nhà tạo mẫu nổi tiếng Rochelle White cho biết bộ phim này mang đến những bộ trang phục thời trang từ những năm 2000. Bên cạnh đó, nhiều nhà bán lẻ trực tuyến lớn bao gồm Amazon và Boohoo đã báo cáo nhu cầu cao về quần áo và phụ kiện của những nhân vật trong Squid Game. Số lượng đơn hàng của người tiêu dùng đã tăng 9.400% kể từ ngày 17 tháng 9. Ngoài ra, sau khi bộ phim được phát sóng, người hâm mộ đã tìm mua một đôi giày tương tự như trong phim. Tỉnh Tây Ninh đã có đánh giá và xác định cấp độ dịch, phân loại vùng nguy cơ 4 cấp. Trong đó có 82 trong tổng số 94 xã phường thuộc vùng xanh được phép hoạt động trở lại ở nhiều lĩnh vực. Đáng chú ý, các cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, làm tóc đã được phép hoạt động ở vùng có cấp độ 1, nhưng phải đảm bảo một số điều kiện như người kinh doanh và người tham gia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, hoạt động không quá 50% công suất và số lượng người tại cùng một địa điểm. Các hoạt động tổ chức trong nhà, ngoài trời được hoạt động đối với vùng cấp độ 1. Nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống được phép hoạt động ở cấp độ 1, 2, 3, đồng thời áp dụng một số điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch theo từng cấp. Còn cấp độ 4 sẽ không được phục vụ trực tiếp mà chuyển sang hình thức bán hàng mang về hoặc giao hàng tại nhà. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để chuẩn bị cho học sinh trở lại học trực tiếp, 100% trường học mẫu giáo phổ thông tại Hà Nội đã được trả lại để tổ chức vệ sinh, khử khuẩn. Công tác vệ sinh trường học được các trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm theo đúng quy định. Các trường đã từng được sử dụng làm nơi cách ly còn nhanh chóng sửa chữa, hoàn thiện khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh. Với 73 trường học thuộc 3 cấp với trên 50.000 học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh đã xin ý kiến các nhà trường về phương án thời gian đi học trực tiếp.
Theo các phương án được đưa ra, từng cấp sẽ có thời gian nhập học khác nhau, dự kiến sẽ nhập học sớm nhất vào ngày 25 tháng 10. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh sẽ triển khai xin ý kiến phụ huynh. Từ nay đến 1 tháng 11 là còn hơn một tuần nữa. Khoảng thời gian này, phòng sẽ phối hợp với các đơn vị sẽ tích cực tuyên truyền đến phụ huynh, các nhà trường sắp xếp thời khóa biểu để chủ động mọi phương án nếu được phép đón học sinh trở lại. Theo tinh thần của Nghị quyết 128 của Chính phủ ngày 1 tháng 10 về thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch Covid-19, hiện nay Việt Nam đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay hộ chiếu vaccine của 72 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được đại diện các quốc gia và vùng lãnh thổ này giới thiệu chính thức tới Bộ Ngoại giao. Theo đó, những người mang giấy tờ này sẽ được sử dụng trực tiếp tại Việt Nam và giảm thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Rút ngắn thời gian cách ly đối với người đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 hoặc đã mắc Covid-19 nhưng đã khỏi bệnh. Cũng theo bà Thu Hằng, hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam đang trao đổi với gần 80 đối tác liên quan vấn đề công nhận hộ chiếu vaccine của nhau. Hiện giấy chứng nhận của Việt Nam cung cấp đã được một số quốc gia công nhận. Ngày 22 tháng 10, ông Cao Trần Quốc Trí, quản lý nhà máy xử lý chất thải rắn Đà Lạt, nhà máy xử lý rác Đà Lạt cho biết, đơn vị này đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt trượt bãi rác do mưa lớn kéo dài. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 10, tại khu vực nhà máy có mưa lớn kéo dài. Cùng thời điểm tại nhà máy đang đào bãi chứa chôn lấp tạm thời 2 năm trước lên để xử lý theo quy trình thì xảy ra sự cố sạt trượt rác. Sau khi sự cố xảy ra, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường, Đà Lạt và Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường kiểm tra và làm việc với các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Nhà máy đã tiến hành giăng lưới thép B40 để rác không chảy theo dòng suối, phát tán ô nhiễm ra bên ngoài. Trước sự cố này, Phòng Cảnh sát Môi trường đề nghị nhà máy xử lý rác đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố môi trường, khơi thông dòng chảy và thỏa thuận bồi thường thiệt hại cho những hộ dân bị ảnh hưởng hợp lý. Trong ngày 22 tháng 10, ông Nguyễn Quang Anh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác với ông Phùng Văn Chiến, 42 tuổi, quê Nam Định, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thuộc Sở Y tế Thái Bình, để làm rõ những vi phạm trong việc bị phản ánh sử dụng văn bằng giả. Thời gian ông Chiến bị tạm đình chỉ là 15 ngày để báo cáo giải trình. Trước đó, dư luận xôn xao cho rằng ông Chiến sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả của Trường Đại học Dân lập Đông Đô. Chi tiết gây nghi vấn bởi thời điểm năm 2003, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Niên, người ký bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Dân lập Đông Đô, vẫn đang là quyền hiệu trưởng. Trong khi văn bằng tốt nghiệp đại học được ông Chiến nộp để sử dụng tuyển dụng, bổ nhiệm là bằng tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Đông Đô Hà Nội đệ năm 2002, hệ chính quy ngành kiến trúc, hạng trung bình do Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Niên ký nhưng chức danh trong văn bằng tốt nghiệp lại đề là hiệu trưởng, không có chữ quyền. Theo tìm hiểu, ông Chiến được Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình bổ nhiệm làm Viện trưởng Quy hoạch từ ngày 1 tháng 6 năm 2018. Sáng ngày 22 tháng 10, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân khiến một cô gái trong thang máy rơi từ tầng 7 xuống lầu 1 tử vong. Lúc 23 giờ ngày 19 tháng 10 tại tòa nhà trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, chị NHA sinh năm 2000 trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa cùng chị NQN sinh năm 1998 trú tại phường Kim Mã đi thang máy từ tầng 8 xuống tới tầng 7 thì bị mắc kẹt. Trong lúc bảo vệ tòa nhà hỗ trợ mở cửa, chị A trèo ra bất ngờ thang máy rơi xuống tầng 1. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện Sanh Pôn cấp cứu, tuy nhiên đã tử vong. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân hai cha con tử vong trong căn nhà khóa kính ở xã Thanh An, huyện Minh Long. Thông tin ban đầu, anh DVR, 29 tuổi và vợ là chị DTT thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên chị T về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Sau nhiều lần hòa giải, chị T và anh R vẫn giữ quyết định ly hôn. Ngày 20 tháng 10 khi chị T ở nhà cha mẹ ruột thì anh R cầm hung khí xông vào nhà rượt đuổi, hành hung và khống chế, ép buộc chị T không được ly hôn, nếu không sẽ giết chị và con trai 5 tuổi rồi tự vẫn. Quá hoảng sợ, chị T tìm cách thoát thân rồi trình báo chính quyền địa phương hỗ trợ. Khi công an xã Thanh An đến nhà anh R để tìm hiểu giải quyết sự việc theo đơn trình báo nhưng cửa đóng kín. Nhìn qua cửa sổ thì phát hiện anh R và con trai trong tư thế treo cổ nên phá cửa đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đều tử vong. Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân sự việc. Sáng ngày 22 tháng 10, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết đối tượng sát hại vợ vào tối 20 tháng 10 tại spa đã tự sát. Cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi nghi phạm. Theo thông tin tìm hiểu, đối tượng và vợ đã ly hôn. Tuy nhiên, người chồng muốn nối lại tình cảm với vợ chồng và nhờ người thân thuyết phục vợ nhưng không được. Đối tượng lúc nào cũng bám theo vợ cũ. Được biết lý do mà người vợ một mực không chịu quay lại là vì đối tượng này cờ bạc nợ nần. Đối tượng có dấu hiệu của bệnh thần kinh. Việc tấn công vợ có thể chỉ là bộc phát. Khi gây án, hung thủ không mang theo hung khí và giấy tờ tùy thân. Hung khí dùng để gây án lấy ở tiệm spa. Sau khi sát hại vợ, đối tượng còn loan tin sẽ sát hại cả nhà rồi mới tự sát. Chính vì vậy, trong những ngày qua, cơ quan công an phải bảo vệ hai đứa con của hung thủ cả ngày lẫn đêm. Ngay sau khi xảy ra vụ án, nghi phạm đã bỏ trốn. Đến tối ngày 21 tháng 10, nghi phạm đã tự sát. Hiện cơ quan điều tra đang khám nghiệm tử thi nghi phạm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Seven Daily Top News ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.